Ok, mình không biết tập này là tập mấy, mình nó ghi là tập 1. Chết mòn từng ngày. Tập 1. Vậy tập kia tập mấy? Ok, sao cũng được. Chào các bạn, mình là Phúc. Nếu hôm nay ta chơi tập tiếp theo của Tatsugi Nohi. Mặc dù mình không biết tại sao vậy, mà không có vô nè. Game này là game và nó kiểu vậy, hoàn cảnh 2D thôi. Và mình đôi đòi quà cái này bị khóa dở bãi. I'm so hungry. Hai bé hí hí. Ok, bé biến mất rồi. Ok, game này giống như kiểu là nó là một câu chuyện ma nhưng mà nó được hoạt hóa, mình nghĩ là vậy. Bây giờ tiếp tục tôi bật, tôi đói quá, mình nên về nhà sớm hả? Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, có lẽ do tôi sắp bị cảm covid đan, cảm là covid đó. Hai bé thanh niên đáng lẽ. Hai bé làm như anh mày quan tâm. Anh đi ngầu vãi. Anh không quan tâm cái gì hết. Đi tập ngầu. Chắc mình đoán là ghi là ngày tiếp theo. Ồ, túi đau quá. Ngồi trong góc một mình buồn lắm mấy em. Bị mất rồi. Sao bên này tối vậy? Tối thui lùi luôn. Không thấy cái mợ gì luôn. Đừng có nhảy ra nha. Đó, đúng. Shit. Shit. Thằng đâu chết vậy? Shit cái gì? Lạ thật. Cái gì? Ok. Tin tưởng shit có chuyện gì xảy ra, dây dây chẳng có gì xảy ra. Hình như có cái tiếng gì đó. Tôi cảm thấy bả vai mình thật mệt mỏi. Bả vai hả? Anh cẩn thận. Rồi biết mà, mình nói đâu sai đâu. Vai mệt là chỉ có ma nó bám thôi. Oh shit, tiếp không? Hello motherfucker. Hi anh. Hi. Hey, mình tin nói hãy mỉm cười trai và chào anh ấy một tiếng. ngày sau mình đoán là vậy, và ngày sau nữa chắc vậy, không biết chịu. Trong mặt anh hơi đần á. Ok, sau vài ngày thanh niên không được ăn cơm, mặt đần vãi ra. Nhìn mặt ảnh đần vãi các bạn à. Bạn ra đường mà bạn gặp thanh niên rồi. Chắc mình cười xỉu. Ấu xịt tiếp không?
À hết rồi. Ok hết rồi. Ngắn vậy ta. Chết mòn từng ngày. À đó là lý do ghi chết mòn từng ngày. Ok rồi vì ghi tập tiếp theo luôn. Yo. Ok bài này tập 2. Ok. Xin lỗi. Ok, trò chơi này có thể thu hút các hình từ suy nghĩ vì thế đừng làm thế mà các bạn đang chơi một con người thứ hai đứng bên cạnh. Thế nên hãy chơi đi đừng ngại cho các bạn. Ok. Tự nhiên mình cảm giác như có thanh niên nào đó kia. Yep. Yep. Khi các bạn không đủ tiền để mua một cái âm thanh và các bạn phải tự lồng tiếng cho game. Mình nghĩ là vậy. Giờ mình là con bé này hả? Ok. Hôm nay là anh còn nhắn nhi nữa. Đúng thằng thằng nhà chắc không muốn vào này. Về nhà đi. Khổ. Rồi. Con bé này bị tông xe nè. Nếu mình đoán cũng loa không nhầm. Này các bạn chuẩn bị bị coi con bé bị tóc. What the fuck? Tự nhiên nó chạy đến. Thì là nó biến mất. Không có gì hết. Ai vừa gọi tôi vậy? I don't know. Nhìn lên gương á bé, nhìn lên gương á. Không được nhìn lên gương. Rồi nhìn lên gương nè. Mình bị hoa mắt thôi nhỉ. Đáng lẽ nó phải dịch như vậy chứ, tự nhiên chắc do tôi bị hoa mắt thôi nhỉ. Ok. Hai. Thở đi bé, thở đi, không là bị corona nó thở đều vô. Chắc là ngày tiếp theo. Sao Nguyễn sao mình cười nhỉ? Đó là tập gì mình không biết. Thôi cứ chọn gọi đó là ngoài chuyện như vậy. Mình để tập 1, tập 2 này vậy. Hai bé. Vậy đây là hồi nãy là tập 1, bây giờ là tập 2 nè. Chết mòn tình này. Ok. Đi luôn đi, không cần quay lại nữa. Đi luôn cho chết. Đi luôn cho chết. Không cần phải quay lại. Úi giời ơi, úi giời ơi, bàn tay gì kia. Mình có phương án quay lại nhìn nhưng mà mình không quay lại. Nó cái này cũng có một truyền thuyết đô thị về Việt Nam này các bạn. Khi mà các bạn ra đường, các bạn mà nghe thấy ai nói đó, thì đừng có quay lại. Quay lại là bị nó tóm đó. Đó là truyền thuyết đô thị của Việt Nam. Game này cũng tự như vậy. Quát sao cái này lết dịch. Bị dịch liền. Game đã bị khóa đấy các bạn. Nhập. Ừ.
Sao cái đường nó hơi nhòe nha. Mình hơi sợ một chút nhưng mà đến khi mà nó thấy nó vậy đó tự nhiên mình buồn cười. Tại sao mình lại buồn cười ấy nhỉ? Tại đó không, nó chạy được người bé rồi, bé chết rồi, chắc luôn bé chết rồi, không cần phải gọi đâu, bé chết rồi. Đường xá mà không có ai cả, ghê vậy. Ô, bố ông chim mẹ mẹ tặng mấy cái thằng dịch. Mấy cái thằng dịch. Rồi, đứng đó luôn rồi. Hai, hai chị, tiếp em không? Cô là ai? Mị là Xuân Tóc Đỏ. Đừng đừng tiến lại đây. No, hú hồn chi phế mà cái thằng dịch. Vẫn vãi nhất là cái thằng dịch. Không. Oh no. Còn nó xoay kìa. À, mình để vậy là nó xoay miết này, đảm bảo luôn. Mình không có nhấn gì hết là nó cứ xoay thôi. Các bạn tận hưởng cái game show này chứ. Xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoay đều. Rồi. Ok, con bé là ngài chết. Học lộ là ngài ngất xỉu chứ phải chết. Không nghĩ sao cái game này là... What? Giờ mình là cái gương à? Tôi đang ở đâu đây? Rõ ràng là bé biến thành cái gương rồi chứ sao? Bé biến thành cái gương rồi đó. Nó không thể di chuyển, bé biến thành cái gương rồi. Cứu tôi. Ai đó hãy giúp tôi. Biết mà, con bé nó biến thành cái gương rồi. Tại sao vậy? Mình không còn nữa rồi. Ok. Không mắc kẹt mãi mãi đâu, tự khi nào cái gương nó vỡ là cô em sẽ thoát thôi, đơn giản mà. À, hai bé. What? À, cũng bảo là con bé đó. Ok. Lại là cô ta làm gì ở đó vậy? Giờ cô em không sợ nó nữa à? Cô đang tiến lại gần hơn. Ok. Hai. Cô muốn gì? Cô ta đang cầm cái gì vậy? Cục đá chứ cái gì? Kìa, chuẩn cục đá. Hả? Ok. Hai, đừng thọc tay vô nhé, đừng thọc tay vô nhé. Ok, răng răng đẹp đó, răng cá mập luôn. Chắc em mới chán nha. Bé thở bên tai mình rồi. Mình di chuyển rồi. Ok, xoay đi. Cứu tao! Cứu tao! Ui, sao mình buồn cười dữ vậy ta? Ok.
Chết mòn từng ngày phần 2 đã kết thúc. Ok, khá thú vị. Chắc mình nghĩ mình đến tập 3 hoặc tập 4. Mình không biết là tập trước đó là tập 3 hay 4 nha. Rồi. Thôi cho nên là video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video Phước Bé. Ở đây là Tetsugi tập 1 cộng tập 2 luôn. Mình nghĩ cái tập 3 mà mình chơi trước đó mình đăng lên là cái tập mình chuyển đến tập 4 luôn. Vậy ok. Phước Bé out. Hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye. Chào chào.